Và đôi dép này Kỳ Lân đã dán đế sẵn cho quý khách luôn. Quý khách chỉ việc mua về và sử dụng, đặt hàng và sử dụng. Và da chất lượng như thế này thì chúng ta đã thấy được, vừa đẹp mà vừa sang, cũng như là độ bền, bởi vì chất lượng nó handmade của Kỳ Lân nữa. Vì vậy các hãng thời trang lớn cũng chọn nó làm một loại da chủ đạo trong các ngành sản phẩm thời trang. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay một siêu phẩm, một trong những siêu phẩm, một trong những dòng sản phẩm, đó chính là dép của Kỳ Lân Luxury. Đầu tiên, mẫu đầu tiên trong clip này là một mẫu full mặt trên. Và mẫu tiếp theo là mẫu 2 dây. 2 dây này thì có hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất là phiên bản khoảng cách ngắn. Phiên bản thứ hai là khoảng cách dài. Và Kỳ Lân sẽ để đúng theo bộ. Và Kỳ Lân sẽ tiến hành tháo khỏi đôi giày thử nha, và mình mang vào đôi dép. Đây là đôi giày mà Kỳ Lân từng giới thiệu vào clip trước. Nếu quý khách chưa xem thì có thể coi lại trên kênh YouTube Kỳ Lân, hoặc là trên fanpage của Kỳ Lân Luxury, hoặc là kết bạn qua Zalo của Kỳ Lân. Kỳ Lân sẽ gửi cho quý khách xem. Vâng, đôi dép này là một mẫu unisex, có thể cho nam và nữ. Và hiện tại là đôi dép này size 40, mà Kỳ Lân mang tới size 41.5 lần, cho nên là Kỳ Lân mang không có vừa. Mẫu này là mẫu full mặt da cá sấu độc bản. Da này thì đi chung bộ với một đôi giày. Mẫu này là một khách hàng đã đặt, từng đặt đôi giày và muốn có một đôi dép giống màu với đôi giày luôn. Kỳ Lân nhờ một bạn, bây giờ Kỳ Lân là nam, chân Kỳ Lân to hơn đôi dép Kỳ Lân đang mang, nên là quý khách chỉ nhìn thoáng qua thôi. Và Kỳ Lân sẽ nhờ một bạn phần nữ đi ha, phần nữ, để mà chúng ta thấy được là unisex nó đẹp như thế nào đối với đôi mẫu đôi dép này. Chúng ta đang xem đôi dép này được mang bởi đôi bằng chân rất xinh xắn của một bạn bên Kỳ Lân Luxury. Chân của bạn ấy rất đẹp rồi mà mang đôi dép này vào thì quả là đẹp tuyệt vời hơn nhiều. Hoặc là quý khách nào có những đôi bằng chân mà chưa đẹp hẳn thì đến với Kỳ Lân Luxury để mà Kỳ Lân thiết kế cho những đôi dép, những đôi giày phù hợp tuyệt vời với đôi bằng chân của mình. Và để phù hợp với đôi dép này thì Kỳ Lân sẽ dùng dây thắt lưng cùng màu. Tuy đôi dép này là size nhỏ hơn size chân của Kỳ Lân, nhưng mà cảm nhận về độ êm vẫn rất là cụ thể và rất là đã khi mà mình mang, và cũng rất là đẹp. Và những chi tiết để cấu tạo nên đôi dép cao cấp này từ những chất liệu cao cấp, đó chính là da cá sấu độc bản bên ngoài mặt chính, và bên trong là lót da switch. Và da switch này được các hãng thời trang lớn trên thế giới chọn để sử dụng trong hầu như tất cả những cái mặt hàng thời trang của mình, bởi vì da này rất là bền và êm nhẹ. Và ở phần mặt nền dưới cũng là da switch, đế thì là cao su siêu cao cấp. Và đôi dép này Kỳ Lân đã dán đế sẵn cho quý khách luôn. Quý khách chỉ việc mua về và sử dụng, đặt hàng và sử dụng. Còn lại tất cả những cái Kỳ Lân đã chuẩn bị hết rồi, từ sản phẩm chất lượng và dán đế cao cấp để chúng ta mang chống trơn trượt và độ bền cho sản phẩm trở nên tuyệt đối hơn. Một đôi dép mẫu thứ hai mà Kỳ Lân muốn giới thiệu đến tất cả quý khách. Mẫu thứ hai này có hai phiên bản. Một phiên bản là mẫu khoảng cách ngắn và một phiên bản là khoảng cách dài. Và Kỳ Lân test trước mẫu ngắn nha. Cũng và mẫu này cũng là size nhỏ hơn. Size này là size 39. Size này là size 39 và Kỳ Lân là mang là 41.5 lần in.
hơi nhỏ so với chân của mình. Tuy nhiên, qua kiểu dáng đẹp như thế này và da chất lượng như thế này thì chúng ta đã thấy được vừa đẹp mà vừa sang, cũng như là độ bền, bởi vì chất lượng nó handmade của Kỳ Lăng nữa. Và tiếp tục, Kỳ Lăng sẽ nhờ một bạn nữ chân thật là dễ thương để mà trải nghiệm cho khách xem qua video. Xin mời. Bởi vì Kỳ Lăng muốn thực tế nhất nên không dùng tắt, bởi vì dùng tắt quý khách sẽ khó thấy được, hình dung được nó đẹp như thế nào. Nên là qua clip này Kỳ Lăng cũng mong quý khách thông cảm và đừng có hỏi là tại sao không dùng tắt nha. Bởi vì Kỳ Lăng muốn trải nghiệm thực tế nhất qua màn ảnh để quý khách coi giống như là quý khách đang thực tế trực tiếp coi tại showroom vậy. Quá đẹp, quá xuất sắc. Và đây là một mẫu thứ hai nhưng mà kiểu hai, có nghĩa là mẫu này là khoảng cách dài giữa hai sợi dây. Tùy mỗi người mỗi sở thích, tùy mỗi người mỗi cái ý muốn như thế nào. Và đôi dép này cũng vậy, hiện tại đôi dép này là size 41 mà Kỳ Lăng phải là 41 rưỡi, nên Kỳ Lăng mang vẫn còn chặt, chưa có vừa. Đó thì khoảng cách nha, chúng ta sẽ thấy khoảng cách, hai khoảng cách này. Em đưa chân này lên giùm anh. Đó, khoảng cách này ngắn hơn, khoảng cách này xa hơn. Nếu như chúng ta có đôi bằng chân đẹp thì tội gì mà không khoe, phải khoe những đôi bằng chân đẹp của mình ra bằng cách chọn mẫu size 2 dây này. Và tùy vào quý khách muốn khoe nhiều hay ít, mình muốn khoe ít thì mình chọn mẫu khoảng cách ngắn, mình muốn khoe nhiều chọn mẫu khoảng cách dài. Đối với đôi bằng chân này thì quá đẹp, cho nên là xô ra khoảng cách nó nhiều hơn một chút thì bạn ấy sẽ mang đôi dép khoảng cách nhiều sẽ đẹp, vừa đẹp đôi dép mà cái da chân, nước da chân cũng đẹp nữa, rất dễ thương, rất là sang. Tại vì đôi dép này size 40 mà bạn này size tầm 38 mà, nên mang hơi rộng. Và quý khách size nào Kỳ Lăng sẽ làm dép cho quý khách đúng size đó, đúng y chang, y bong, vừa khít cái đôi bằng chân của quý khách. Bởi vì tất cả sản phẩm của Kỳ Lăng Luxury là đồ handmade 100%, gia nhập từ các nước trên thế giới, từ những công ty chuyên thuộc da cá sấu, từ tất cả những con cá sấu ở vùng Amazon. Và những chi tiết cao cấp để tạo nên đôi dép đẳng cấp đỉnh cao của Kỳ Lăng Luxury này, đó chính là phần bên ngoài là da cá sấu alligator Pháp và được thuộc từ các nhà máy chuyên thuộc da lớn trên thế giới để cung cấp cho các hãng thời trang lớn trên toàn thế giới này. Bên trong cũng như phần nền đáy này là da switch. Da switch là một loại da mềm mịn và không có hạt tofu. Nói chung là da này nó bền lắm, rất là bền, nhẹ, êm. Vì vậy các hãng thời trang lớn cũng chọn nó làm một loại da chủ đạo trong các ngành sản phẩm thời trang. Và khi quý khách muốn sở hữu những sản phẩm như thế này thì đến với Kỳ Lăng Luxury hoặc là online, Kỳ Lăng sẽ hỗ trợ quý khách đo chân của chúng ta, đo size chân của chúng ta theo công thái học để nó phù hợp ngay khít với bằng chân của mình, để chúng ta mang vừa vặn và rất đẹp, tôn lên vẻ đẹp tuyệt vời của đôi chân của chúng ta. Rồi, như vậy clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lăng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lăng trong tất cả các clip. Hãy ủng hộ Kỳ Lăng bằng cách subscribe kênh YouTube này, đăng ký theo dõi trang fanpage này để cập nhật nhiều video mới hấp dẫn mỗi nữa trong thời gian sắp tới, cũng như là truy cập trên website kỳlăngluxury.com để mà cập nhật theo dõi tất cả những sản phẩm, thông tin về chất lượng của sản phẩm của Kỳ Lăng Luxury. Kỳ Lăng cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các khách ở những clip tiếp theo. Xin chào.